Xin chào tất cả quý cô bác anh chị, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề vô cùng thú vị và thiết thực cho những ai muốn trồng cây bồ kết và những sai lầm thường gặp khi trồng cây bồ kết mà mọi người hay mắc phải. Đầu tiên thì cây bồ kết không chỉ là một loại cây thuốc quý mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Bồ kết được biết đến với công dụng làm dầu gội, xà phòng và nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả trong việc trồng cây bồ kết, chúng ta cần tránh những sai lầm phổ biến sau đây. Một trong sai lầm lớn nhất là không lựa chọn giống cây bồ kết chất lượng. Giống cây bồ kết kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển và năng suất của cây. Thường thì mọi người từ trước tới giờ vẫn hay trồng cây bồ kết bằng cách là trồng cây gieo hạt, đó là cây bồ kết thực sinh. Thì đối với cây bồ kết thực sinh thì mọi người nắm được một cái vấn đề quan trọng nhất, đó là nó có rất nhiều cây đực. Đối với tỷ lệ cây đực của cây bồ kết thực sinh, nó chiếm tới trên 70% nha các bác nhé. Đấy là tính trên một cái diện tích rộng. Và cái cây bồ kết thực sinh thì nó có rất nhiều gai, còn cây bồ kết ghép thì nó không có gai. Lên chọn giống cây bồ kết từ các vườn uy tín, vườn ươm chuyên nghiệp. Sai lầm thứ hai là chọn vị trí trồng không phù hợp. Cây bồ kết là cây yêu cầu cần nhiều ánh sáng, không khí để phát triển tốt. Trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng có thể làm giảm năng suất và thậm chí là không phát triển được cây bồ kết. Đối với cây bồ kết các bác trồng thì nên lựa chọn những khu vực nào nó thoáng và nó có ánh nắng, chứ chúng ta không nên trồng dưới những bóng của những cây khác. Đây không phải là cây xen canh nhau nhé. Xen canh thì các bác chỉ xen canh những cái cây nào mà nó thấp hơn cây bồ kết và chúng ta trồng dưới tán cây bồ kết thôi. Còn cây bồ kết thì không trồng được dưới tán của những cây khác. Nhiều nông dân không chú ý đến việc tưới nước, bón phân hoặc cắt tỉa cành bồ kết đúng thời điểm. Hãy lập kế hoạch chăm sóc chi tiết cho cây bồ kết, bao gồm tưới nước định kỳ, bón phân hữu cơ và cắt tỉa cây để đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh. Cái phần cắt tỉa rất là quan trọng. Khi các bác cắt tỉa cây trong một năm và đến cái lúc mà cái đợt cắt cuối cùng để các bác cắt để cho sang năm nó ra một cái bộ quả thì các bác sẽ cắt vào cái mùa thu hoạch. Mùa thu hoạch của cây bồ kết nó sẽ dao động từ tháng 10 tới tháng 12 âm lịch. Để mà đẹp nhất là chúng ta sẽ cắt vào tháng 11 âm lịch, sau đó là từ tháng 11 trở đi là nếu mà vụ sau các bác để cho ra quả thì chúng ta sẽ không cắt nữa thì nó mới ra quả được nhau nhé. Đến mùa nó ra hoa thì nó mới ra hoa và nó ra quả được. Tiếp theo là việc lạm dụng thuốc trừ sâu có thể gây hại cho cây, môi trường và sức khỏe của con người. Nên sử dụng biện pháp sinh học để kiểm soát sâu bệnh như là thiên địch, các loại chiết xuất từ thực vật. Hãy thử nghiệm những cách tự nhiên trước khi dùng hóa chất. Ví dụ như là các bác phòng chống sâu đục thân thì chúng ta có thể dùng vôi để quét vào gốc. Nó cũng là một trong những cái phương pháp rất là hiệu quả. Sai lầm này phổ biến không theo dõi sức khỏe của cây, không theo dõi tình trạng sức khỏe của cây. Nhiều nông dân chỉ chăm sóc cây mà không quan tâm đến sự phát triển và tình trạng sức khỏe của chúng. Mọi người thường xuyên kiểm tra cây, ví dụ như là khi cây đang vào mùa trổ hoa hoặc vào cái thời điểm mà cây đang chuẩn bị lẩy lọc thì các bác nên bón vào cái thời điểm đấy để cho cây nó lẩy lọc lên, tập trung dinh dưỡng cho cây nó lẩy lọc sau khi mình đã cắt tỉa. Và cái thứ hai nữa là khi cây nó ra lụ thì các bác cũng nên bón để cho cây có dinh dưỡng, để sau đó là cây sẽ nuôi được quả và đậu được quả nha các bác nhé. Hãy kiểm tra thường xuyên tình trạng lá, rễ, quả của bồ kết để phát hiện sớm các vấn đề này. Ví dụ như các bác trong cái thời gian mà quả nó đậu, nếu mà chúng ta cảm giác cây bồ kết của nhà mình nó đang bị cằn thì các bác có thể bón hoặc tưới thêm vào cái thời điểm đó để cho cây nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi quả. Để tránh những cái sai lầm này thì hãy lập một kế hoạch trồng trọt thật là chi tiết, xác định giống cây, vị trí trồng, chế độ chăm sóc và thời gian thu hoạch. Tham gia vào các hội thảo, các nhóm nông dân, các nhóm hợp tác xã để chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức. Việc tránh những sai lầm này sẽ giúp bạn nâng cao năng suất và chất lượng của cây bồ kết. Cây sẽ phát triển khỏe mạnh, cho nhiều quả hơn và chất lượng sẽ tốt hơn. Hơn nữa, việc áp dụng các biện pháp canh tác bền vững sẽ bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người nông dân, giảm thiểu ô nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cả người trồng lẫn người tiêu dùng. Các bác nông dân thân mến, hãy cùng nhau phát triển và bảo tồn cây bồ kết. Đừng để những sai lầm làm giảm hiệu quả trồng trọt của bạn. Hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay với những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ lên hàng ngày ở trên kênh YouTube này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để mọi người cùng biết tới giá trị của cây bồ kết và cách trồng và chăm sóc cây bồ kết. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất chúng tôi tạo ra. Nếu các bạn có những câu hỏi thì hãy để lại ý kiến của bạn hoặc câu hỏi của bạn dưới phần bình luận của video này, chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.